xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Ngày hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn hình ảnh mà đoàn xe cải tiến của mình đang làm việc nha các bạn. Thì đây là cái hầm mà mình đang lắp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra phía sau xe cuốc để cho các bạn xem cái chỗ lấy đất nha, cũng như là xem cảnh xe cuốc nó múc lên xe cải tiến nha các bạn. Chạy theo xe này có gian ra ngoài. Ok, hiện tại thì mình đang có mặt tại chỗ có lấy đất nha các bạn. Hôm nay thì xe cuốc lấy đất gò, đứng nhìn gò lấy nha, rất là khỏe nha. Ở ngoài này gió hơi to cho nên nó hơi ù, các bạn thông cảm nha các bạn.
Rồi hiện tại thì cũng đã tới giờ cơm rồi các bạn ơi. Đây mẹ mình cũng mới đem cơm lên nè. Bây giờ mình xin phép tạm dừng video để đi ăn cơm các bạn ơi. Rồi chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui sức khỏe nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.